Em có chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, bản đủ các bác nhá. Đấy, có tu khí an toàn đây. Đấy, tu khí an toàn này. Đấy, màn hình Android này. Xe trang bị hai dàn điều hòa các bác nhá. Dàn ở trên. Đấy, đây. Và dàn ở trên đây nữa. Bộ ghế của xe cũng đã được lót một cái áo ghế rất đẹp rồi này. Rất là chất rồi này con này. Đấy, đẹp chưa? Con này mẫu bản đủ các bác nhá. Được mang tên là Mitsubishi Zinger, sản xuất năm 2009. Số sàn máy xăng 2.4, 8 chỗ ngồi. Đấy, 8 chỗ ngồi các bác nhá. Con này bản đủ nội thất hai màu. Đây, nội thất màu màu đỏ này và màu kem này. Đấy, hai màu các bác nhá. 8 chỗ ngồi. Đấy. Xe rất to, cao và rộng rãi. Giá tiền thì chỉ có loanh quanh là trên dưới 200 triệu thôi. Và nếu bác làm một thiện chí thì chưa tới 200 triệu cũng để bác luôn. Đấy, tầm khoảng 200 triệu các bác đã thể mua được rồi nhá. Đấy, tầm khoảng 200 triệu thôi. Đấy, để những chiếc xe như này thì thường thường bên em vẫn bán là 210 triệu, nhưng mà chiếc xe này thì sẽ bớt cho thêm các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm thiện chí nhiệt tình cứ gọi điện cho bên em để được chốt giá. Một chiếc xe to cao rộng rãi như này mà tiền thì quá ít đúng không ạ? Xe của Nhật rất là bền bỉ và tiết kiệm chi phí sau này dùng. Đấy, xăng của xe thì chiếc xe này cũng tiết kiệm nhá. Máy 2.4 nhưng mà chiếc xe này chỉ tầm khoảng 9-10 lít trên 100 km thôi. Cái dòng này thì nhiều người ta còn mang ra để người ta chạy taxi cơ mà, đúng không ạ? Nhiều hãng taxi cũng dùng cái dòng này nhá. Đấy. Nhưng mà con này của em thì chuẩn chỉ của bác là xe gia đình, không taxi và không dịch vụ, và cam kết cho bác là không có lỗi đâm đụng, tai nạn, ngập nước các bác nhá. Đấy, cam kết của bác là máy số ngon, để đảm bảo của bác là máy số ngon. Con này biển 88, gốc cũng là 88 luôn, gốc 88 từ ngày xưa, chưa sang tỉnh khác lần nào. Bác nào mua thì bây giờ mới sang tên nhá. Đấy, bác nào mua thì sang tên các bác luôn, thì về tên chính chủ của bác luôn. Bác nào mà ở trong miền Nam vẫn có thể mua được, các bác ở trong miền Trung, miền Nam đều mua được xe bên em các bác nhá. Bên em chuyển xe vào tận nơi để cho các bác mua. Đấy, đăng kiểm đây tận tháng 5 năm 22 luôn. Đấy, lốp dày la răng đúc nguyên bản theo xe. Đấy các bác nhá. Màu này là màu xanh zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Bây giờ em quay các bác xem chi tiết đây. Đấy, bên em có ship xe toàn quốc. Đấy. Các bác nhìn mình ưng chiếc xe này, bảo bên em đánh đến tận nhà cho các bác xem. Chưa cần phải đưa tiền vội. Đấy. Chưa tiền phải trả tiền hết vội các bác nhá. Đấy. Cứ đến xem ưng thì mới mua, không ưng thì không mua các bác nhá. Mình cũng quyền như vậy. Đấy, tạo điều kiện cho các bác mình trong đợt dịch bệnh này, trong đợt cuối năm này. Đây, keo chỉ của xe đây các bác nhìn này, keo chỉ của xe vẫn còn này. Đấy, lòng trong cánh cửa sơn siêu xe rất sáng bóng, con vu lông ốc vít còn đẹp. Đấy các bác nhìn này. Vách cửa này các bác này, ok chưa? Không mục mọt, không han gì các bác nhá. Không đâm đụng, không tai nạn, cột kèo zin đính đáng nguyên. Keo chỉ còn. Nội thất là màu kem nhá, nội thất màu kem đây. Và sàn của xe được mục da rồi, có lót thảm trải sàn trên rồi. Đấy, ghế da đẹp, đã được thêm một cái bộ lót ghế, loại lót ghế xịn các bác nhá. Đấy, ngồi này là mát này các bác này, ngồi này mát mẻ. Đấy, rất là mát mẻ. Số sàn máy xăng 2.4 các bác nhá. Chỗ này cốp đồ, đây là cần số phanh tay, đây là công tắc điều hòa, đây là màn hình giải trí có camera lùi. Đấy, màn hình Android các bác nhá, chứ không phải là màn hình thường đâu. Màn hình Android, có khóa khiển nhá. Đấy, vô lăng lái nhẹ, số nhẹ, côn nhẹ. Đấy. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ, tôn vỏ gõ kêu long con hết các bác ơi. Này, tôn vỏ đẹp chưa? Sơn xi bóng. Chiếc này các bác mua về đi luôn thôi, không phải làm gì nữa đâu. Đấy. Dùng ngay thôi, đi luôn thôi, không phải làm gì. Đây, cửa này em mở ra, nó cứ đóng lại, nó trơn quá, nó đóng lại thì em sẽ mở ra em quay tiếp cho các bác nhá. Đấy, bốn kính điện lên xuống rất là êm nhẹ. Đấy, không bị xước kính đâu nha. Những cái phần răng đây đẹp này các bác này. Nó không bị kém nhá, nó không bị han và không bị cong vênh gì. Đấy. Bên em toàn xe đẹp thôi. Xe ít tiền hay xe nhiều tiền đều là xe đẹp, đều là xe chất. Đấy. Thậm chí là chất hơn những chiếc xe khác, đấy, chất hơn những chiếc xe khác mà cùng đời. Đấy, cùng đời thì bên em chỉ mua xe đẹp thôi nhá. Những chiếc xe mà nó hơi kém kém một chút là bên em không nhập đâu. Đặc biệt là xe lỗi là không bao giờ. À, các bác yên tâm về những cái mẫu xe bên em đang có bán các bác nhá. Mình đang quan tâm, hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi để xem thêm những mẫu xe khác, những chiếc xe khác của siêu thị ô tô Hải Dương đang lên. Rất nhiều xe được cập nhật trong những thời gian tới. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, theo dõi, follow kênh để được xem và đồng hành với siêu thị các bác nhá. Đây, hàng ghế này mình có thể bỏ ra hoặc là mình để nguyên. Đấy, hàng ghế này mình ngồi được 4 người luôn nhá. Và nội thất chiếc xe này rộng hơn Innova các bác nhá. Đấy, nội thất rộng hơn Innova luôn. Đấy, và rẻ tiền hơn Innova rất là nhiều, đúng không ạ? Cũng là xe Nhật. Đấy. Và là bản đủ, đúng không ạ? Innova 2009 các bác phải bỏ ra là từ 260-270 triệu mình mua được. Nhưng mà chiếc xe này thì các bác bỏ ra chỉ với số tiền như vậy thôi. Em đọc giá rồi đúng không ạ?
Đây, lốp đây, na răng đây. Tí em quay khung gầm nhá, sơn xì quá đẹp luôn này. Đấy, kính của xe bọc dán rồi, bốn kính điện lên xuống nhanh nhẹ êm. Đấy, chiếc xe này chạy rất là ngon luôn, các bác có thể là chạy thử tại trực tiếp luôn, đến trực tiếp chạy thử cảm nhận nhá. Còn không, bên em đánh xe tận nơi cho bác mình thử kiểm tra, cho thợ test thoải mái đối với mẫu xe này. Cứ test xong, kiểm tra xong ưng thì xuống tiền, không ưng bên em về bán tiếp các bác nhá. Đấy, tạo điều kiện cho các bác như vậy. Các bác gần xa trên toàn quốc ủng hộ em nhá. Đấy, ủng hộ em trước tiên là xem và nhấn like chia sẻ của em, nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi. Đấy, sau đó thì ưng chiếc xe nào thì mình gọi điện để chốt mẫu đó, đến trực tiếp hoặc là bên em ship xe tận nơi. Đấy, tạo điều kiện như vậy. Đây, nội thất này các bác này, đây là gương điện nhá. Đấy, táp nô đây. Và dòng xe Zinger này thì bên em có một chiếc xe số động đời 2009, đăng ký 2010 nữa, với giá cũng là hơn 200 triệu. Đấy, hơn 200 triệu. Con kia bên em đang bán là 270 triệu, 260 triệu cũng bán luôn. Đấy là con số tự động của bác nhá. Đấy, sàn bọc da rồi này các bác này. Đấy, có lốp thảm trải sàn ở trên rồi này. Tem của xe là vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, lốp sơn rất đẹp. Tôn vỏ có kêu loang quang tất cả xung quanh hết các bác nhá. Đấy, xung quanh có kêu loang quang toàn bộ luôn các bác ạ. Đấy, nội thất bên trong đấy, em quay xong rồi. Đấy, đây các bác xem nốt này. Em quay gần xong phần nội thất rồi nhá, các bác nhìn xem nốt nhá. Đấy, cái phần mép cửa thì nó hơi bẩn bẩn một chút. Cái này vệ sinh cái này cho nó sạch sẽ hơn nhá. Đấy, đẹp hơn ngay. Cái này vệ sinh thôi, cái phần mép cửa này hơi đen đen bẩn bẩn này. Bên em chưa kịp vệ sinh nên cái vị trí đấy. Bận quá, đông việc quá, nhiều khách quá cho nên là không có thời gian nữa các bác ạ. Đấy, thì các bác về thì có thể tự vệ sinh nhá. Chỗ đấy thôi, còn thì nội thất bên em vệ sinh hết rồi. Nhưng mà cái chỗ khe cửa này thì chắc là quên sao đấy. Đấy. Và hôm nay thì em cũng bảo với lại mọi người là vệ sinh cho em gần chục con để em quay. Cho nên là mọi người chắc là vệ sinh không được kỹ. Đấy, số lượng người là có giới hạn các bác ạ. Bên em đang tuyển thêm người nhá. Bác nào có nhu cầu về công việc thì qua bên em tuyển dụng các bác. Nói chung là lương lậu hợp lý thôi. Ưu tiên những bác mà ở gần. Ở xa cũng được, ở gần thì càng tốt. Đây nhá các bác, đây là phía sau này. Đấy, chiếc xe rất là to, cao, cao hơn Innova, to hơn Innova rất là nhiều. Đấy, đây là logo này. Logo của xe đây, tên của xe đây, đây biển đây. Đấy, camera đây nhá, có gạt mưa phía sau này. Đấy, đèn của sau này đèn xịn nhá. Đấy, đèn trước sau đều đèn xịn, đây có xe. Đèn xịn, có đuôi gió, có đèn phanh ở trên. Vâng, đây rồi. Vâng. Đây các bác cùng đón xem đối với cái phần lốp sơn bên ngoài của chiếc xe được mang tên là Mitsubishi Zinger này. Đấy, đẹp không ạ? Xe cam kết thì bác là không lỗi đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đấy, các bác yên tâm như vậy. Đấy, thân vỏ căng đều đẹp. Xe này các bác mua về có thể đi thôi, vệ sinh qua loa là ok. Đấy, khách đến xem này rất là đông này các bác này. Đấy, kia siêu thị của em thì ở ngoài kia, ở chỗ kia đúng không nhá. Nhưng mà đông quá, chỗ đấy không có chỗ để xe nữa cho nên em phải đưa ra đây em quay. Đấy, các bác xem phần vỏ bên này, phần vỏ vẻ bên ngoài của xe này. Đấy, được sơn rất đẹp. Bây giờ thì chuẩn bị tối rồi đúng không ạ? Đấy, chuẩn bị tối rồi các bác xem. Chuẩn bị tối rồi nhưng mà em quay như vậy thì các bác chắc là cũng xem kỹ thôi, vì em quay rất là gần đúng không ạ? Bốn kính điện, gương điện các bác nhá. Đấy, cặp đèn pha xe rất là trong sáng này. Đấy, rất trong sáng này các bác này. Tiếp quay lốt gầm, quay máy nữa cho các bác xem lốt nhá. Các bác nhớ ủng hộ em nha các bác. Đang ngồi xem dành tay cho em xin một lần like, một lần chia sẻ. Bỏ ra 1-2 giây thôi, mình có thể là ủng hộ em một cách nhấn like chia sẻ thôi. Đấy, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, đăng kiểm tháng 5 nhá. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022. Điều hòa lạnh sâu 2 dàn. Tất cả mọi chức năng những xe đang hoạt động bình thường. Mua về chỉ việc đi, sẵn dùng thôi các bác ạ. Mình sẵn dùng thôi, không phải sửa gì nữa nhá. Không phải mất tiền vào đâu nữa đâu. Đây gầm sàn đây, không mục mọt gì đâu. Đây các bác này. Đấy, gầm đây này. Đây, máy động cơ luôn nha các bác. Các bác xem phần động cơ, máy móc luôn. Đây, đợi em một chút. Đây, mình cùng xem cái phần động cơ mà em bắt đầu em quay. Để các bác xem nhá. Đây, máy đây, máy lổ rất êm, máy bên em kiểm tra, số bên em đã kiểm tra xong rồi, kiểm tra toàn bộ rồi. Bây giờ mình mua về là cứ dùng thôi, yên tâm về máy, yên tâm về số, yên tâm về mọi thứ luôn các bác nhá. Đây, đây là cù lốp này, gầm này,
đấy, các bạn nhìn sắp xi của xe này không là cục mòn đâu nhá. Đấy, ok. Như vậy thì em đã quay xong, đã giới thiệu xong cho các bác xem về chiếc xe Mitsubishi Zinger, một mẫu xe đến từ thương hiệu của đất nước Nhật Bản. Đấy, form dáng đẹp, đời thì cũng không phải là thấp, giá tiền thì quá là hợp lý đúng không ạ? Các bác mua về chạy gia đình, chạy chở khách cũng rất ok đối với mẫu xe này. Đợt cuối năm này thì các bác mình sử dụng nó là quá là hợp lý đúng không ạ? Liên hệ cho bên em để được chốt giá nhá. Mọi tư vấn, mọi thắc mắc, băn khoăn các bác mình cứ alo, gọi điện. Em đọc số điện thoại trên đây là số 0938586307 và 0389000555. Kết nối Zalo nhá. Đến xem xe tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, thử xem cảm nhận. Các bác mình ưng thì alo sớm nhá để được chốt giá hợp lý. Em xin chào và cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video. Cảm ơn các bác đã ủng hộ siêu thị ô tô Hải Dương.